Trên đây là một vài lưu ý khi các bạn chuẩn bị phần thi xe đạp của mình. Và sau đây thì mình cũng chia sẻ thêm một vài lưu ý nhỏ trong ngày thi. Đó là ngày sáng Chủ nhật. Thì sau khi các bạn bơi lên xong, các bạn sẽ chạy qua khu vực phun nước và tiếp nước của ban tổ chức. Thì trong lúc này miệng của các bạn sẽ có một cái vị mặn của muối khi bơi lên. Thì mình khuyên các bạn nên uống một ngụm nước nhỏ để trôi đi cái vị mặn đó và chạy đến khu transition T1. Thì đến mình cũng lưu ý là khi ra khỏi khu vực T1, sau khi các bạn chuẩn bị xong và chiếc xe đạp thì các bạn nên ghi nhớ trong đầu đường chạy từ dưới biển chạy lên. Bởi vì khi các bạn bơi lên xong thì lúc đó tim các bạn đang đập nhanh, thì các bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để mà tìm đường tới xe đạp của mình. Tại vì khu chuyển tiếp T1 khá là rộng lớn. Sau khi các bạn chạy được tới chiếc xe đạp của mình thì điều đầu tiên các bạn bắt buộc phải làm đó chính là đội nón bảo hiểm vào. Bởi vì theo quy định của ban tổ chức thì các bạn bắt buộc phải đội nón bảo hiểm vào đúng cách trước khi các bạn lấy xe đạp ra khỏi cái track xe. Sau đó rồi mới tới các cái thứ khác, ví dụ như là giày vớ, găng tay và kính đạp xe. Trong khi đạp, các bạn phải luôn ghi nhớ các quy tắc an toàn, đó là đạp bên tay phải và vượt bên tay trái. Trước khi vượt, các bạn phải ra hiệu cho người phía trước là bạn sẽ vượt và đảm bảo an toàn trong khi vượt. Bên cạnh đó, các bạn phải tuân thủ theo các quy tắc khác của ban tổ chức, ví dụ như là không xả rác trong khi đạp và không được núp gió. Khi tới các trạm tiếp nước thì các bạn không nên bỏ qua bất cứ một trạm tiếp nước nào, bởi vì thời tiết Đà Nẵng tương đối nóng và các bạn sẽ dễ bị mất nước. Ban tổ chức có hai loại bình nước, đó là bình nước lọc và bình nước điện giải, phân biệt với các màu sắc khác nhau. Đây là các loại bình nước chuyên dụng cho xe đạp, do đó các bạn nên chuẩn bị sẵn dư một gọng nước để mà các bạn có thể bỏ bình nước của ban tổ chức vào sau khi các bạn sử dụng xong. Khi tới các trạm tiếp nước thì các bạn để đảm bảo an toàn thì các bạn nên ra hiệu cho người phía sau là bạn sẽ dừng lại hoặc là chạy chậm lại để mà lấy nước, để người phía sau có thể xử lý kịp thời. Như mình đã chia sẻ, thời tiết ở Đà Nẵng nắng và gió tương đối khó cho các bạn lần đầu thi. Khi các bạn đến phần đạp xe thì lúc đó nắng cũng đã lên và do đó các bạn dễ bị mất nước và dễ bị chuột rút. Do đó trước ngày thi các bạn nên tích nước nhiều, uống nước nhiều. Và trong khi thi thì các bạn nên chuẩn bị sẵn muối mang theo người để mà bổ sung muối, tránh trường hợp bị chuột rút. Đối với lại đường thi ở Đà Nẵng thì đối với mình là một trong những đường đạp dễ nhất trong cuộc thi 3 môn phối hợp. Nên các bạn cũng không quá lo lắng đối với lại địa hình đường đạp ở Đà Nẵng. Đường tương đối tốt và khá là bằng phẳng. Duy nhất chỉ có đoạn lên cầu Thuận Phước tương đối khó. Đoạn đi thì lên cầu khi các bạn đạp khoảng chừng 15 cây số thì lúc đó các bạn cũng còn sức tương đối, do đó mà cũng không quá là khó khăn trong lúc đợt lên cầu là lần thứ nhất. Nhưng mà đến khi các bạn quay về lên cầu Thuận Phước lần thứ hai thì lúc đó các bạn đã đạp khoảng cách cũng tương đối xa, là khoảng chừng 70 cây. Do đó mà lúc lên cầu Thuận Phước về này thì các bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Trên đây là phần chia sẻ của mình cho phần thi xe đạp. Mình chúc các bạn có nhiều trải nghiệm vui trong kỳ thi Ironman 70.3 Đà Nẵng năm 2019 này. Xin chào các bạn.